chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Quốc hội biểu quyết cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe. Sáng 27 tháng 6, với đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trước đó trình bày báo cáo tóm tắt giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đường bộ, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, ngày 26 tháng 6 năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có báo cáo số 891 về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đường bộ gửi đại biểu Quốc hội. Về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, khoản 2 điều 9, nhiều ý kiến nhất trí, tuy nhiên một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định có ngưỡng tối thiểu và một số ý kiến khác đề nghị đưa hai phương án để xin ý kiến đại biểu Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, quy định trên không phải là nội dung mới mà được kế thừa của quy định luật giao thông đường bộ năm 2008 và thống nhất với quy định tại khoản 6 điều 5 của luật phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019 và quy định cụ thể cho lĩnh vực giao thông đường bộ. Trong dự thảo luật này, nếu không tiếp tục quy định của khoản 6 điều 5 của luật phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019, sẽ có nguy cơ gia tăng vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, các vụ tai nạn giao thông đường bộ dẫn đến làm tăng hậu quả, thiệt hại do tai nạn giao thông đường bộ gây ra như các thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người điều khiển phương tiện, người tham gia giao thông khác, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình, nguồn lực của đất nước, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, đi ngược lại những cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, gây lãng phí công sức, tiền bạc của nhà nước và nhân dân trong thời gian qua. Tại kỳ họp thứ 6, đa số đại biểu Quốc hội nhất trí với quy định này và một số đại biểu Quốc hội đề nghị đưa ra mức giới hạn thấp nhất. Tại kỳ họp này, ngày 21 tháng 6 năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội xin ý kiến đại biểu Quốc hội bằng phiếu xin ý kiến qua app có 388 đại biểu Quốc hội cho ý kiến. Kết quả, có 293 đại biểu Quốc hội chiếm 75,52% tổng số đại biểu Quốc hội cho ý kiến và chiếm 60,16% tổng số đại biểu Quốc hội nhất trí với quy định này là cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Có 95 đại biểu Quốc hội chiếm 24,48% tổng số đại biểu Quốc hội cho ý kiến và chiếm 19,51% tổng số đại biểu Quốc hội đề nghị quy định cấm theo mức giới hạn thấp nhất về nồng độ cồn trong máu và hơi thở đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Có 8 đại biểu Quốc hội có thêm ý kiến khác. Trên cơ sở ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội nhất trí quy định này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng đề nghị Quốc hội cho tiếp tục thực hiện quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn và thể hiện tại khoản 2, điều 9 dự thảo luật. Có ý kiến đề nghị giao Bộ Y tế ban hành quy trình kỹ thuật định lượng ethanol trong máu đối với các trường hợp không sử dụng rượu bia mà có nồng độ cồn như do bị bệnh dẫn đến tăng chuyển hóa nồng độ cồn nội sinh. Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung vào khoản 5 điều 87 giao cho Bộ Y tế quy định về xác định nồng độ cồn và nồng độ cồn nội sinh trong máu để làm căn cứ xác định trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn do sử dụng rượu bia hoặc đồ uống có cồn khác. Quan điểm khác nhau về xử phạt vi phạm nồng độ cồn. Thời gian qua, các lực lượng chức năng trên cả nước đã ra quân thực hiện kiểm tra, xử lý nồng độ cồn, bước đầu đã có những dấu hiệu khả quan. Tuy nhiên, việc cấm hoàn toàn tài xế có nồng độ cồn trong máu vẫn đang có những quan điểm khác nhau. Theo đó, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5 thảo luận về dự thảo luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nhiều đại biểu đã thảo luận về quy định cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đoàn Quảng Bình tán thành với quy định cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Quy định này kế thừa luật phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ. Tuy nhiên, đại biểu Tâm cho biết thực tiễn việc sử dụng rượu, bia ở nước ta được xem là một nét văn hóa, là thói quen của một bộ phận người dân. Bên cạnh đó, việc quy định cấm tuyệt đối sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông sẽ làm giảm lớn mức tiêu thụ rượu, bia và có tác động nhất định đến đời sống văn hóa, nguồn thu của ngân sách và thu nhập của người lao động.
Do đó, để thuyết phục hơn, đại biểu Nguyễn Minh Tâm đề nghị chính phủ cần tiếp tục đánh giá tác động sâu hơn, toàn diện hơn đối với chính sách này. Đồng thời, nghiên cứu để đưa ra các số liệu minh chứng, ngưỡng giới hạn nồng độ cồn cho phép để kiểm soát rượu, bia khi tham gia giao thông như trong thời gian qua là không khả thi, không làm giảm số vụ tai nạn giao thông và khó kiểm soát tình hình tai nạn giao thông. Đồng tình với việc cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, đoàn Bình Định cho rằng cần tăng nặng xử phạt với mức vi phạm nồng độ cồn cao. Tuy nhiên, đại biểu Cảnh đề xuất với nồng độ cồn mức thấp dưới 0,1mg trên 1 lít khí thở thì chỉ nên xử phạt hành chính nhưng không tước giấy phép lái xe. Ông Cảnh nói, quy định không tước giấy phép lái xe này không nên áp dụng với người lái xe hoạt động dịch vụ, chở người và chở hàng. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp cho rằng cần quy định vi phạm nồng độ cồn đến ngưỡng thì mới xử lý. Đại biểu Hòa cho biết không phải ông cố chấp bảo lưu quan điểm chủ quan của mình. Nhưng thực tế cuộc sống hiện nay, sau khi có đám tiệc, người có tiền thì đi dịch vụ, còn người không có tiền vẫn tự chạy xe. Đặc biệt là ở nông thôn, người lao động chân tay rất nhiều, họ đi bằng xe máy. Nếu 100% không có nồng độ cồn là khó khả thi. Thực tế, khi uống một lon hoặc 1-2 cốc rượu thì tâm trí vẫn bình thường, điều khiển xe vẫn được. Ông Hòa cho biết, ví dụ uống rượu, bia, chiều hôm qua, sáng hôm sau lái xe vẫn còn có nồng độ cồn và bị xử phạt thì rất vô lý. Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Đại Thắng, đoàn Hưng Yên cho biết, trong phiên thảo luận tổ tại kỳ họp Quốc hội thứ 6, ông đề nghị xem xét cần phải có ngưỡng nồng độ cồn. Tuy nhiên, sau khi đánh giá kỹ ưu, nhược điểm, hiện ông đồng tình với quy định cấm tuyệt đối có nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Theo đại biểu Thắng, thời gian qua, cảnh sát giao thông đã tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Qua đó, đã góp phần kéo giảm các vụ tai nạn giao thông. Theo số liệu của cơ quan chức năng, năm 2023, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia giảm 25% số vụ, giảm 50% số người chết, giảm 22% số người bị thương so với cùng kỳ. Đại biểu Thắng nói, với phương châm tính mạng của con người là trên hết. Trước hết thì quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe là rất cần thiết. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 31 cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự thảo luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Thay mặt cơ quan thẩm tra, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới cho biết, việc cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn có hai loại ý kiến. Một, nhất trí với dự thảo luật là cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Hai, đề nghị cân nhắc quy định trên và cần có báo cáo đánh giá, tổng kết, cơ sở khoa học để đưa ra mức giới hạn thấp nhất. Cho rằng đây là nội dung lớn, có tác động đến toàn bộ người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, được cử tri và dư luận nhân dân đặc biệt quan tâm trong thời gian qua, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh tổng hợp ý kiến và đề xuất hai phương án. Một là quy định cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Hai là kế thừa quy định như luật giao thông đường bộ năm 2008 cấm điều khiển ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, cấm điều khiển mô tô, xe máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc 0,25mg trên 1 lít khí thở. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cũng thống nhất phương án 1 và cho rằng quy định này đã hình thành văn hóa và hạn chế tác hại rượu bia khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, ông đề nghị cần làm rõ thêm các lập luận khoa học về quy định này bởi còn nhiều ý kiến băn khoăn. Thêm vào đó, vấn đề liên quan nồng độ cồn nội sinh cũng được mạng xã hội nói nhiều nên cần có lý giải mang tính thuyết phục. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!